Ca sĩ Châu Việt Cường ôm vợ khóc tại đồn công an. Sau khi Châu Việt Cường bị bắt để điều tra, một người bạn thân kể giữa anh và vợ gặp trục trặc trong hôn nhân, nhưng hiện cô vẫn đứng ra lo liệu cho chồng. Trả lời phóng viên, nam ca sĩ Trịnh Thế Phong cho biết vợ Châu Việt Cường thường vào thăm chồng, sau khi anh bị tạm giữ để điều tra vì liên quan đến cái chết của một cô gái. Thế Phong là ca sĩ thân thiết với vợ chồng Châu Việt Cường từ nhiều năm nay. Anh cũng là người có mặt sớm nhất tại hiện trường vụ án, khi nhận được tin báo. Chị Ngọc Anh, tên vợ Châu Việt Cường, đã đến thăm chồng. Chị ấy kể chồng ôm chầm lấy chị và khóc ngay khi vừa thấy vợ vào. Thế Phong nói, cũng theo lời anh, tinh thần của Châu Việt Cường đã ổn định hơn vài ngày trước. Châu Việt Cường đã kết hôn và có một con gái năm nay 2 tuổi. Tuy nhiên, hai vợ chồng gặp trục trặc và ly thân được một thời gian. Trên trang cá nhân, vợ Châu Việt Cường cũng úp mở việc chồng đào hoa, có nhiều mối quan hệ bên ngoài. Vậy nhưng khi nghe tin chồng bị bắt, vợ Châu Việt Cường đã bỏ qua những mâu thuẫn để cố gắng lo liệu cho gia đình. Chị ấy hiện giờ rất bình tĩnh, một lòng sốt sắng lo toan cho chồng hết mức có thể, trọn tình trọn nghĩa. Anh em chúng tôi ai cũng cảm phục chị ấy vì điều đó, Thế Phong cho hay. Trong mắt bạn bè, vợ Châu Việt Cường là người có quan hệ rộng và khéo kinh doanh. Tuy nhiên, trước giờ, chuyện kinh tế trong gia đình vẫn do Châu Việt Cường làm trụ cột. Khi anh bị bắt, gánh nặng và áp lực dồn hết lên vai vợ trẻ. Chúng tôi đều mong chị bản lĩnh, tỉnh táo ở thời điểm này. Hiện, chị đang cố lo cho con và chạy vậy chăm chồng. Đó là điều rất khó khăn và vất vả với một phụ nữ. Hiểu hoàn cảnh nên bạn bè, người thân đều giúp đỡ nhiều nhất có thể, Thế Phong nói thêm. Nói về thông tin Châu Việt Cường sống tiêu xài xa hoa, nhưng mẹ lại sống cảnh nghèo ở quê, không được con chu cấp hàng tháng, Thế Phong tin rằng đây là sự hiểu nhầm. Mẹ Châu Việt Cường đã có tuổi và không được minh mẫn như trước. Bà vẫn ở quê, chưa lên thăm con vì vài lý do. Trước kia, nhiều lần Châu Việt Cường đón mẹ lên sống cùng, nhưng chỉ vài ngày là bà lại đòi về. Gần nhất, chính tôi thấy Châu Việt Cường còn biếu mẹ 11 triệu đồng tiêu Tết. Là một đồng nghiệp, người em, tôi mong Châu Việt Cường lấy lại tinh thần, sẵn sàng đối mặt với pháp luật và sớm trở lại với xã hội, gia đình và bạn bè, anh nhắn. Trong khi đó, nam ca sĩ Lâm Chấn Khang cho biết anh sốc khi nghe tin Châu Việt Cường bị bắt. 2 năm qua, Châu Việt Cường đã thay đổi, biết lo toan cho gia đình vợ con, mua được nhà và xe. Đáng buồn, gần 1 tháng nay, Châu Việt Cường trở lại ham chơi, bỏ bê gia đình. Anh hy vọng sau sự việc đáng tiếc này, Châu Việt Cường sẽ không còn mắc sai lầm trong cuộc sống. Trước đó, vào tối 4 tháng 3, nhóm ca sĩ gồm Châu Việt Cường, Nam Khang, tức Đoàn Quý Nguyên, quê Thừa Thiên Huế, rủ Trương Mỹ Hạnh, 20 tuổi, ở Chương Mỹ, Hà Nội, và một cô gái chưa xác định có tên Phượng Anh đến căn phòng Phạm Đức Thế đang ở để sử dụng ma túy tổng hợp. Khoảng 8 giờ cùng ngày, Châu Việt Cường bị ảo giác do dùng ma túy đá. Anh này tưởng Hạnh bị ma nhập nên cố tình nhét tỏi vào miệng cô đến chết. Ngày 6 tháng 3, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Châu Việt Cường để điều tra về tội vô ý làm chết người theo Điều 128 Bộ Luật Hình sự 2015. Theo Điều 128, Bộ Luật Hình sự 2015, người vô ý làm chết người có thể bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Phạm tội làm chết 2 người trở lên, bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Bắt thêm một người liên quan vụ ca sĩ Châu Việt Cường làm chết nữ 9X. Phạm Đức Thế, người ở căn hộ xảy ra vụ ca sĩ Châu Việt Cường vô ý làm chết nữ sinh 9X, bị bắt để điều tra về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Liên quan đến vụ cô gái 20 tuổi tử vong do bị nhét tỏi vào miệng, sau khi sử dụng ma túy cùng nhóm ca sĩ Châu Việt Cường, tên thật Nguyễn Việt Cường, quê Thanh Hóa, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Ba Đình, Hà Nội, vừa bắt khẩn cấp Phạm Đức Thế, 37 tuổi, quê Ninh Bình, về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Thế là người sống tại căn hộ tập thể nằm ở phố Nguyễn Văn Ngọc, nơi xảy ra vụ việc. Thầy cúng tố cáo hành vi của Châu Việt Cường. Khoảng 3 giờ 30 phút ngày 5 tháng 3, nhóm ca sĩ gồm Châu Việt Cường, Nam Khang, tức Đoàn Quý Nguyên, quê Thừa Thiên Huế, rủ Trần Mỹ Huyền, 20 tuổi, ở Chương Mỹ, Hà Nội, và một cô gái chưa xác định có tên Phượng Anh đến căn phòng Phạm Đức Thế đang ở để sử dụng ma túy tổng hợp. Khoảng 8 giờ cùng ngày, Châu Việt Cường bị ảo giác, nghĩ Huyền bị ma nhập nên ghi cổ, nhét tỏi vào miệng cô gái sinh năm 1998.
hành động của nam ca sĩ khiến nạn nhân tắt thở, tử vong. Qua pháp y tử thi, cảnh sát tìm thấy hơn 30 nhánh tỏi gây tắc phế quản, tắc đường hô hấp khiến cô gái tử vong. Tại căn hộ tập thể, lực lượng khám nghiệm thu 2 gói bột màu trắng, 2 tờ tiền dính chất bột này, chai nhựa chứa dung dịch màu trắng đục và 2 đĩa thủy tinh. Bước đầu Cường khai rạng sáng 5 tháng 3, sau khi đi biểu diễn ở Hà Nam, anh ta đón Nam Khang đi ăn rồi đến căn hộ tập thể của Thế để sử dụng ma túy. Lúc 3 giờ 30 phút, Phượng Anh và Huyền được gọi đến phòng để cùng sử dụng chất cấm. 7 giờ cùng ngày, họ tiếp tục sử dụng ma túy lần 3. Lúc này, Nam Khang đã đi Thái Bình biểu diễn. Trong quá trình sử dụng chất cấm, Cường nghĩ Huyền bị ma nhập nên đã lấy tỏi nhét vào miệng Huyền. Can ngăn không được, Thế và Phượng Anh đã ra ngoài cửa. Sau đó, Cường cầm 2 điện thoại chạy xuống tầng 1 kêu gào, kể lại việc gây ra cái chết cho Huyền. Sau khi xảy ra vụ việc, Cường nói với Phạm Đức Thế nhờ 2 thầy cúng đến làm lễ trừ tà. 10 giờ 45 phút ngày 5 tháng 3, 2 thầy cúng đến căn hộ trên thấy Cường có biểu hiện phê ma túy, còn Huyền đã tử vong nên báo cảnh sát. Ngày 6 tháng 3, cơ quan điều tra đã bắt khẩn cấp Châu Việt Cường để điều tra về tội vô ý làm chết người, theo Điều 128 Bộ Luật Hình sự 2015. Ca sĩ Nam Khang nói gì? Trả lời phóng viên tối 6 tháng 3, ca sĩ Nam Khang cho biết anh đã bị công an triệu tập ngay hôm vụ án xảy ra. Tôi bị yêu cầu đến hợp tác điều tra làm rõ vụ việc liên quan đến cái chết của cô gái tại căn hộ ở quận Ba Đình. Cơ quan công an đã lấy lời khai và kiểm tra điện thoại di động của tôi. Sau khi cung cấp thông tin đầy đủ, vào 18 giờ ngày 6 tháng 3, tôi đã được về nhà, Nam Khang kể. Về thông tin nghi vấn sử dụng ma túy tập thể với Châu Việt Cường cùng nhóm đối tượng, Nam Khang trả lời, vấn đề này tôi tin cơ quan chức năng sẽ điều tra làm rõ. Từ hôm qua đến nay, gia đình cùng bạn bè luôn lo lắng khi tôi liên quan đến vụ việc này. Vốn dĩ tôi có lịch diễn vào tối 7 tháng 3, nhưng gia đình muốn tôi nghỉ ngơi ở nhà sau một ngày trình diễn ở cơ quan điều tra, anh nói. Ca sĩ Nam Khang kể tối 4 tháng 3, Châu Việt Cường đã rủ anh đến căn hộ nơi xảy ra án mạng chơi. Tuy nhiên, anh khẳng định chỉ ở lại đến gần sáng và rời khỏi hiện trường để chuẩn bị cho lịch diễn. Trước khi Châu Việt Cường nhét nhiều nhánh tỏi tươi vào miệng nạn nhân, khiến cô tử vong vì nghẹt thở. Với tôi, anh Châu Việt Cường là đồng nghiệp và cũng là người anh. Chúng tôi từng hợp tác chung và còn lên kế hoạch nhiều dự án khác. Chuyện xảy ra thế này là điều không một ai mong muốn, kể cả anh Châu Việt Cường, Nam Khang nhấn mạnh. Điều 128 Bộ Luật Hình sự 2015. 1. Người nào vô ý làm chết người thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. 2. Phạm tội làm chết 2 người trở lên thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm. Mẹ Châu Việt Cường, bây giờ nó mà vào tù, tôi sống thế nào đây? Khoảng 3 năm nay, Châu Việt Cường bắt đầu có tiền, có xe, thẩm mỹ khuôn mặt nhưng anh chưa làm tròn chữ hiếu với mẹ già nơi quê nhà, khi để bà cô độc, vất vả và thiếu thốn. Theo tìm hiểu của chúng tôi, ca sĩ Châu Việt Cường tên thật là Nguyễn Việt Cường, ở thôn Nam Thôn, xã Hà Hải, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Ngay từ nhỏ, Cường đã sống thiếu thốn tình cảm của cha. Do nhà nghèo, chỉ có 2 mẹ con nên học đến lớp 9 Cường phải nghỉ để đi làm thuê phụ giúp mẹ. Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Huệ, mẹ của Châu Việt Cường cho hay, khoảng năm 1999, trong một lần Cường về quê, một đoàn xiếc về địa phương lưu diễn. Trong đó có phần thi tuyển chọn giọng hát, ai hát hay sẽ được đoàn xiếc đưa đi diễn cùng. Cường mạnh dạn thi và được tuyển chọn đi hát cùng đoàn xiếc. Từ đó, thi thoảng Cường mới về thăm quê một lần. Bà Huệ cho biết, năm 21 tuổi, Cường lấy vợ tên ở Quảng Ninh và đã có đứa con gái năm nay khoảng 6 tuổi. Khi Cường đưa vợ con về nhà, đến nỗi bà cũng không nhớ nổi tên cháu nội của mình. Cuộc sống vợ chồng không thuận buồm xuôi gió nên đường ai nấy đi. Sau đó, Cường lấy người vợ 2 quê ở Lạng Sơn và có một con gái hơn 1 tuổi. Trước đợt Tết vừa qua, 2 vợ chồng cãi nhau nên Cường về quê ăn Tết một mình, còn vợ về Lạng Sơn. Dù khá đắt xô, có mức thu nhập ổn định, nhưng Châu Việt Cường hầu như dành mọi thu nhập để xây dựng hình ảnh một ca sĩ chất chơi, có đẳng cấp dân bay. Bỏ quên mất người mẹ già ở quê, đã vì anh mà chịu nhiều vất vả. Mấy ngày nay, hàng xóm cũng như người mẹ già của Cường bàng hoàng, khi hay tin con trai mình liên quan đến vụ án giết người nghiêm trọng,
được báo đài đưa tin suốt 2 ngày qua. Trao đổi với phóng viên một tờ báo điện tử, mẹ của Châu Việt Cường cho hay, ca sĩ nổi tiếng gì mà chẳng có một đồng tiền nào cho mẹ. Tết vừa rồi, Cường về đưa tôi được 5 triệu, sau đó lại phải vay mẹ lại 2 triệu đi chơi. Đến mùng năm Tết, nó lại bảo, tôi đi vay cho 8 triệu rồi lấy tiền đi, đến nay thì hay tin dữ. Bà Huệ bảo chi phí xây nhà hết 100 triệu đồng, bà tích cóp được 60 triệu đồng, và còn nợ ngân hàng hơn 40 triệu đồng. Hay tin con trai bị bắt, bà Huệ xót xa, bây giờ nó mà vào tù thì tôi biết phải sống thế nào đây. Tôi hay ốm đau chẳng còn sức mà đi chợ nữa. Trước đó, ngày 6 tháng 3, Công an quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đang phối hợp với Công an thành phố Hà Nội điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết bất thường của chị Trần Mỹ Huyền, sinh năm 1998, trú huyện Chương Mỹ, Hà Nội, trong phòng 208, khu tập thể Kim Mã trên phố Nguyễn Văn Ngọc, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội. Cũng trong chiều cùng ngày, một cán bộ điều tra vụ án cho biết, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và bắt khẩn cấp ca sĩ Châu Việt Cường, tên thật là Nguyễn Việt Cường, sinh năm 1978, quê ở Hà Trung, Thanh Hóa, để điều tra về tội vô ý làm chết người. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi đối tượng. Các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh bên dưới để có thể cập nhật những tin tức nóng hổi mới nhất nhé!